Hello Idrin, hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi một cái siêu thị ở thành phố Hassel. Đó là siêu thị Albert Heijn, chuỗi siêu thị lớn nhất của Hà Lan. Siêu thị này thì cũng gần nhà, cho nên thường tụi mình sẽ đạp xe đi đến đây khoảng chừng 10 phút là tới. Tới siêu thị rồi nè mọi người. Ở đây mình thấy nhiều siêu thị hay cửa hàng á, người ta sẽ bố trí cho mình cái chỗ để xe, rồi mình tự khóa xe của mình lại chứ không có người bảo vệ hay là người giữ xe cho mình gì hết á. Tụi mình đã vào bên trong cái tòa nhà có cái siêu thị rồi nè. Viết tắt là chữ AH này nè. Bữa nay là chủ nhật, đa số các siêu thị đều đóng cửa, nhưng mà có cái siêu thị Albert Heijn này là nó còn mở cửa. Cho nên ai mà mấy ngày khác chưa đi siêu thị được thì có thể chủ nhật tranh thủ đi cái siêu thị này nè. Đó, đang đi lên thang máy là mình và cái siêu thị, cái tên của nó màu xanh xanh ở trên á. Để lát vô tới mình quay tiếp nha. Đó, đang tiến lên gần cái cửa của siêu thị rồi nè. Ở đây người ta ghi là vô siêu thị thì có mấy cái tủ để mình bỏ đồ vô nè. Mấy cái tủ này á thì nó có cái khóa mật mã á, mình bỏ vô. Có cần mở cái này không chồng? Vậy đi. Đây là cái hướng dẫn mà để mình xài cái tủ mà có cái khóa này nè. Cái tủ mà có chữ defect là nó hư rồi, mình chỉ xài những cái tủ còn lại thôi. Mình tự đặt mật khẩu rồi mình khóa nó lại, lát mình phải nhớ cái mật khẩu để mà mình mở nó ra. Đây là những cái xe đi chợ nè, người ta bỏ một đống. Đấy, mình lấy một chiếc xe rồi mình đi chợ. Siêu thị này thì cũng có những cái thực phẩm giống như những cái siêu thị ở đây thôi, nhưng mà giá cả mỗi siêu thị thì nó khác nhau. Đây là hàng rau củ quả nè. Bữa nay có bông cải giảm giá còn 99 cent, bình thường nó cũng mắc, từ 179 còn 99 cent, nhưng mà mình hôm qua mình mua rồi cho nên nay mình không có mua. Ở đây đặc biệt là có cái gạo mà tụi mình hay ăn á, cho nên mỗi lần mà hết gạo á thì là phải chạy vô siêu thị này mua. Chứ cái siêu thị mà mua rau mua thịt á, thường nó không có cái loại gạo đó. Đây, ở đây có rất là nhiều loại gạo nè mọi người. Có gạo couscous gì nè, màu xanh lá. Gạo basmati rice là cái loại gạo của Ấn Độ không? Bandan rice là gạo lá dứa. Đây là cái loại gạo mình hay mua nè, Lang Grain Rice là gạo hộp dài á, ăn nó cũng na ná giống cái gạo mà ở Việt Nam á, ăn nó dễ ăn. Đó, cái hàng này là bán gạo không, đây là bán hộp, các loại hộp.
là nay tới ngày lễ phục sinh á, có trang trí mấy con thỏ với mấy cái trứng. Ở đây giống như là gian hàng châu Á vậy đó. Có các loại gạo, sữa đặc nữa nè. Dạ. Sữa đặc này không phải sữa ông thọ nhưng mà uống đỡ vậy. Ừ, nay nó không có chương trình khuyến mãi nhiều. Đây là quầy thịt. Ở đây thì thỉnh thoảng nó cũng có giảm giá, nhưng mà cũng không rẻ đâu. Đây là thịt sai nè. Đây là quầy bánh mì. Bánh mì á, người ta sản xuất rồi người ta bán tại chỗ luôn nè. Một cái bánh mì rất là bự luôn á. Bự ghê, ăn chừng nào mới hết. Thôi mình đi mua mì. Ở đây có một quầy mì gói nè, mình sẽ cho mọi người coi. Việt Nam cũng có phở bò nha. Phở bò, phở gà, vi phong. Ở đây bán là 79 sen một gói. Rồi có các vi phong phở chai rau nấm nữa nè, có tiếng Việt luôn nha. Cũng 79 sen. Hàng xuất khẩu. À, hàng xuất khẩu hả? Đó, phở vi phong thì có 3 loại là phở bò, phở gà và phở rau núm. Ở đây có hiệu Dim Dim của Thái nữa, Thái có coconut soup. Rồi Thái thì hiệu Dim Dim là nhiều. Mì cay quá trời luôn nè. Không có mì cay kia ta. Nè. Nó gấp đôi. À đây nè. Mình hơi thích ăn mì khô này nè, Indomie. Mì này của Indo. Mua một lóc như vậy là 5-6 gói gì á. Mì goreng. Dễ mua hay lắm. À, ở đây có mì Chinese. Chắc là ở đây là các hương hiệu của châu Á á. Ở đây có mì soba của Nhật nữa nè. Mì kimchi, nong xin. Bên đây nè, Dim Dim thì cũng có nhiều vị lắm. Như vị gà nè, vị vịt nè. Bò. Bò. Mua tôm chua cay nè. Tôm chua cay này ăn ngon nè. Ai thèm mì tôm châu Á thì có thể vô đây mua. Ở đây có mấy cái loại sốt sriracha, sweet chili, ginger mà không thấy tương đen hen. Đây là tương cà. Bên đây là có nước tương nè. Nước tương meshi này ăn cũng thơm ngon lắm á. Meshi. Meshi. Rồi có cái cộng bún gạo của Thái. Các cái sauce của Thái á, như tương ớt Thái nè, được xuất ở đây rồi nè mà không thấy tương ớt Việt Nam, chín xu được. Đó, bánh tráng của Thái. Rồi. Đây là các gian hàng bánh kẹo. Các loại hộp. Bên đây là các cái hộp để ăn sáng nè. Còn đây là chỗ bán trứng. Hả?
dưới 2019. Hôm bữa anh chị vợ mua. Đúng rồi. Trấn dạo này lên giá nha, nhưng mà chỗ này thì cũng được nè, mấy trấn, 10 trấn, 10 trấn mà 1 ơ 99. Có nhiều loại trấn lắm, trấn này cũng 10 trấn mà 3 ơ 99 rồi. Đây là đường ăn đồ thảo mộc. Gà thảo mộc hả? Trứng bio đồ hả? Đây là các loại bánh để ăn sáng. Đây là sữa, sữa bò và sữa hạt. Sữa để hộp hộp như vậy, chai chai. Thôi không muốn sữa bò, tội nghiệp mấy con bò. Đi qua gian hàng trà. Ở đây thì thường bán cái loại trà Lipton nè. Lipton ở đây có nhiều mùi ghê á. Mùi rooibos này là cái trái gì chua chua. Trái này nè. Rồi trà mint. Mâm xôi. À. Có Lipton các loại trái chua nè. Forest fruit. Lipton Lipton hương đào và xoài. Ngoài ra còn các thương hiệu trà khác nữa. Clipper này là ta. Có cái trà tonic. Tonic này uống cũng ngon á, nhưng mà nó hơi mắc. Lipton này thì bình thường ở đâu cũng có. Đây có trà hiệu AH. Sina Apple. Trà dâu. Đó, vậy đó, nhiều loại lắm. Trà Pickwick này cũng... Ủa sao nay nó mắc dữ ta? À, cũng tùy loại. Chút ra thì có loại nhẹ một cho nó. Đây có cái loại bánh ngọt nè. Nhìn ngon ha. Binda Cooking là bánh đậu phộng. Nghĩ này hát không biết có bản quyền không. Đây là gian hàng cà phê. Các loại cà phê. Quẹo hả? Hay đi hả? Đây là quầy rượu. Những chai rượu nè. Catena. Catena là có ai thương em như anh hả? Tóc tiên. Một chai rượu đi anh cưới. Cưới ai à, đi. Ai mời đâu đi. Nhớ ông qua. À đừng bể cái đổ nợ á. Cái này nhìn đẹp quá ha. 19 grams là tội phạm ha. Red wine. Này là nước nào ta? Úc. Chili. Chili hả? Chili. Tôi nói là chili. Chili. Nó lại rồi. Đồ gian. 12 rồi. Của Ý. Ủa? 13 đầu rưỡi. Sao nó ghi Kim? À, trẻ em 16 tuổi thì Kim alcohol này không có được uống có cồn. Còn dưới 18 tuổi thì không có được uống những cái loại nước uống, đồ uống mạnh hả? Mạnh thế nào là mạnh? Chắc hơn 20 hay gì. Đi máy bay nó có quy định cái độ mạnh. Chồng mua thử coi người ta cho chồng mua. Đây là rượu martini. Một chút martini và cùng một chút Armani. Mùi hương em nồng say. Hồng. Cô này đâu có cồn vậy. Ồ, sao như hộp sữa hay hộp nước ép trái cây vậy? Rượu. Thì đừng có cồn quá, vậy hộp sữa, hộp giấy. 8 đồ rưỡi. À, wine of Germany. Lụ tulip rose. Pháp. Rose. Bán đậu bên bán bim bim nè. Bim bim này ăn với bia mới ngon chứ. Uống rượu cũng ăn bim bim được nữa hả? Uống rượu thường phải ăn beef steak được. Thường thấy mấy chỗ mà tiệc á nó hay vị nó hay cho một bánh phồng tôm. Bánh phồng tôm đồ á. Uống ly rượu cũng có luôn.
ca nhỏ bài. Anh như là nước tương vậy trời. Albany, Albany. Ủa, cái này mũ hả? Ủa vậy hả? Cái này nhìn đẹp mà bằng mũ hả? Cái tên là Chili. Có 239 mà bằng nhựa. 13 độ đem cái tay về hả? Để nhớ coi rồi hả? Rời mắt. Có chai Smith nè. Smith ra sữa. Muốn hết rồi. Uống muốn hết là gì hả? Rồi. À, có rượu dừa nữa kìa. Batida de coco rượu dừa. Phải không? Coco chắc dừa. Trang nhìn vậy ha. À, dừa. Dừa. À mấy cái này chắc để pha cocktail rồi á. Ừ. 16 độ. Martini các loại màu luôn nè. Martini đen, cam, xanh, nhạt. Có rượu sake nữa nè. Tiếng Nhật. Ủa tiếng Tàu hả? Mình nghĩ tiếng Tàu trong cái bộ Hiragana với Katakana mình đâu có trong cái chữ này đâu, thì chắc là bộ Kanji. À. Nhưng mà đồ của Nhật. Mấy độ? 13 độ rưỡi. Chữ gì ta? Chắc sake. Ủa chữ sa anh nhớ là mọi người được ta. Đâu ai biết. Sa si 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 đâu có đâu. Không biết. Đây là các lon rượu mà. Ủa ta này là iced tea. Hot iced tea 4 độ rưỡi. Đây là nước ngọt có cồn. Ừ. Có nhiều hương trái cây. Hôm bữa mua cái để nước ngọt. Ừ. Quên không biết. Nhìn ngon đó hen. Hay gì được có cụ sparkling. Cái hiệu này thấy hay, thấy quảng cáo nè. Ừ. À cái hiệu sparkling này nó giờ chưa uống gì vậy? Uống không? Ủa mắc quá vậy. À này nó bán theo lóc mà. Có là bán rượu á, bán bia chai á. Ờ mấy cái quán hay có gin and tonic nè. Nước tonic. Chết. Đá quầy nước ngọt nè. Nước ngọt ở Bỉ thì có những cái thương hiệu gì? Lipton cũng phổ biến lắm. Có nhiều hương vị nè, như là đào. Cái Lipton này uống ngon nè. Sparkling Zero Sugar. Vị chanh bình thường thôi nhưng mà uống ngon. Có mấy cái chai nè. Hiệu Fever Tree. Ở đây hay có ginger beer, bia gừng. Uống không xịn. Không có tồn. Kombucha này nó bán lon nữa rồi. Captain, bữa hả mình cũng mua hiệu này nè. Mà mình uống cái vị gì quên rồi. Nhớ rồi. Cũng hay có cái hiệu này nè, không biết đọc. À, bữa mình mua, mình mua mấy cái chai đó, mua nguyên một chai bữa. Uống cũng ngon. Mình chưa uống vậy này. Chưa. Nó có ga, mình uống ha.
rau với mâm xôi, rambo. Đây là các loại nước ép. Rồi đi đâu? Đây có một cái quầy bán sushi daily. Daily là chỗ người ta làm cái gì, cơm cuộn đồ á, mà hôm nay người ta không có làm. Ở đây có một máy pha nước cam nữa, dắt nước cam, nhưng mà đâu có ai đang mua đâu mà dắt. Đây là quầy trái cây nè, có cái loại quýt cam, mandarin quýt 175, 500 gram. Cái này là cam, cam này là 349 2 kg. Cam nào cũng rẻ hơn quýt. Đây có bán khóm nè, 2.59 một trái. Xoài, xoài ở đây mắc lắm nha, 1.75 một trái á, mấy cái trái mà nhiệt đới được. Ừ, ở đây không dám ăn xoài luôn á, dưa lưới vàng, dưa hấu à. Trời, dưa hấu thì nhỏ chứ à, nó đa dạng giá rồi đó. Trời, đây kiwi cũng như nơi vậy. Nó nhỏ chứ. Chứ à, xếp ra đây. Nó hơi mềm rồi đó. Cầm xếp ra đây không thấy đường. Trời ơi, tới kiwi có chút é. 3.50€, 500 gram. Đây là lê. Lê là cái trái mà sản xuất ở trong nước gần đây luôn, cho nên nó rẻ. Cái mấy cái lê với táo đồ á là rẻ rồi. Rẻ nhất trong cái loại trái cây bán ở siêu thị đó là lê và táo. Đây có quầy các loại hành tỏi đồ nè, hành tỏi, ớt, gừng. Gừng này rẻ không? Gừng này là mắc nhất trong các siêu thị. Gừng ở đây bán mắc lắm. 1.06 là 100 gram, hơn 10 một ký. Hơn 10 một ký gừng. Nhớ bữa ở Mai Xích Đồng, 4-5 một ký à. Tại sao bán gừng mắc dữ ta? Nó bán có cũng bio, mà trong nhớ Campua nó cũng bio á, cũng có 16 ơ. Sao gừng này bán mắc dữ à? Gừng này gần bay ồ, cũng bay ồ như cà phua mà. Tỏi này nó có nguyên cái cây gì không? Người ta không cắt đi ta, để ăn được hả? Hành, hành tím nè, hành như cò á. Ta đi ta rau củ. Tới giờ đóng cửa hả? 5 giờ còn hai mấy phút. Vô quay này đi. Ở đây là táo nè mọi người, táo thường rẻ, bán bao bao vậy luôn á, mà bà mua là lẻ cũng được. Các loại táo ở đây như là Jonago nè. Các loại táo nè, táo Fuji, táo Golden, táo Pink Lady, hay là các loại trái cây mà người ta đã cắt nhỏ ra rồi. Ồ, xoài hả? Muối ớt hay mắm ruốc? Cắt nhỏ nhỏ bán nho. Ồ, quý hả? Nói lại. Em mấy trái này là đố trồng trái gì? Việt Quốc. Hay quá. Còn này là trái mâm xôi đen. Đây là mâm xôi đỏ. Mâm xôi đỏ. Review cái ý con này là tí nâu mà. Thì chi qua đây hát hả? Đây là cái máy máy cân nè. Nó chia ra làm hai, một bên là rau củ và một bên là trái cây. Ví dụ mình bấm trái cây đi, thì sau đó mình sẽ chọn cái loại trái nào mà mình mua. Ví dụ mình chọn táo đi,
cái này là kaki là hồng. Mình không có đang có cái trái nào hết, mình cứ chọn hồng đi. Đây, cái này là bao nhiêu trái. Này là tính ra tiền. Này là tổng. Đó, vậy đó. Trái nó tính theo trái hả? Nó tự cân, sau đó mình in ra cái giấy á, rồi mình dán vô. Cái quầy sushi không có người nấu nhưng mà nó vẫn còn hàng để kìa. Đây có mấy cái cơm cuộn nè. Cơm cuộn cá hồi 4.95 được 6 cục. Cái là, này là đậu edamame gì đó. Còn cái này là cá hồi nè. Sushi duo 11.45 được 3 cục cá hồi với 3 cục cá ngừ. Sashimi nè. À, sashimi nè. Là toàn là cá thôi. 16.25. Ở đây người ta còn bán các loại nước tương, ăn sushi, bán cái đũa. On the smart and eat Korea. Ồ, có món Korea luôn. Cái nồi này là để nấu cơm, làm sushi, cơm cuộn đồ nè. Có cái khuôn. Nồi bự ghê. Rồi hết rồi. Đi thẳng qua bánh. Không biết nữa. Đây là quầy bánh ngọt. Tại vì chủ nhật kia đóng cửa, mở là tới 5 giờ chiều. Việt Nam giờ ta đi chợ rồi đó. Đây là loại bánh Limburg Vlai nè. Là một loại bánh truyền thống ở đây. Cái bánh Vlai, bánh Hà Lan gì đó. Hồi đó trong đấy Jeremy cho đồng ăn đó. Bánh nhiều bôn đó. Đây cũng là nó luôn nè. Đây có cái loại bánh, chỗ bánh ngọt. Bánh dâu giảm 35%. Bánh Happy Birthday. Bánh thằng con là Unicorn. Ý có bán bánh chim. Thường ở Việt Nam có bánh cua. Thì ở đây có bánh chim, phải ăn chim không? Không, không phải ăn chim con gì á. Con gì ta? Gì vậy? Không biết, đang phục sinh thì phải là con thỏ chứ mà nhìn không... À, con thỏ hả? Con gì? Em cũng không biết con gì. Không biết. Không biết con gì luôn á. Dạ, sao? Cười quá vậy. Đây có bán bánh mì. Bánh mì Bixi. Đi Bixi mà ở bánh mì khách về. Ở đây có bán cái loại thịt để ăn với bánh mì rồi nè. Đây có giảm giá không? Cái này thường là thịt xông khói rồi á. Thịt nguội. Ô, thịt nguội này nay nó có in hình con thỏ luôn nè. Tại tới phục sinh á, cái in hình con thỏ. Ủa, có trứng cút. Mấy cái bánh ở xe đó là phô mai đó mọi người. Nó để nguyên một bánh luôn. Ở đây là các loại sốt á, để mình ăn với cái đồ ăn mà mình muốn. Có nhiều loại sốt lắm. Như đây là sốt cà ri gà. Đây là sốt cà chua. Đây là sốt tỏi. Vậy hả? Dạ rồi. Đấy, vậy đó. Ở đây là dầu để chiên khoai tây nè. Thường sẽ có cái dầu riêng như vậy để chiên khoai tây á. Dầu hướng dương. Gì? Và
đây là các thương hiệu mỹ phẩm dưỡng da, xà bông, dầu gội. Cái này ở đây bán cao quá. Ồ, mình không có đi thứ bảy. Đây là các sản phẩm cho phụ nữ, băng vệ sinh. Đây cũng có cô test nè. Ồ, có cô test nè. Hey, có cô test. Biết phải cô test giống Việt Nam không? Hay cũng giống mà không, logo. Ở đây thương hiệu Always. Đi đâu cũng thấy Yumi nữa mới ghê. Ai cũng hiểu. Mua một tặng một mà sạch sẽ luôn rồi, không còn gì luôn á. Người ta gom hết rồi. Đây là cái cục. À, nó đổi, nó sẽ đổi theo chương trình. Ví dụ chương trình này là sẵn một mua một tặng một. Tiếp đây là chương trình là cái thứ hai sẽ được giảm nửa giá. Đây là chương trình mua 2 tặng 1. Đây là chương trình mua 2 tặng 2. Đây là chương trình giảm 50%. Giờ chọn chơi lừa đây. Để lừa người ta. Có 1 tặng 1 là chương trình đánh cái gì? Người ta không hết. Chà, tới tới gian hàng đồ ăn cho hú cưng. Đây, nào ngon. Này là cục xương giả mà. Chó mèo ở đây nó ăn hộp thức ăn riêng, ăn cái này ngon nè, như là bánh snack vậy đó. Ban đồ ăn cho chó cũng phải chia theo độ tuổi đồ nghiêng. Ngon quá ha. Thích ăn gì luôn, ăn gì, gà bò hay heo không cần quan tâm nữa, mà đã có cả ba tổ hợp luôn. À vậy đó, hả, mix hả. Đây là gì? Pate. Pate cho chó. Ngon quá. Có ăn với kẹp với sandwich không? Ai biết. Ai biết. Ở đây có trộn pate với gì ta? Ai biết. Ở đây trộn với cơm, ở đây trộn gì nữa? Không biết ngọt. Sandwich. Ngọt hả? Nhớ, nhớ từng nhiều quá. Thêm nào? À, hay đúng quá. Em bán sữa, sữa cho chó. Đây là quà thức ăn cho mèo. Mèo ăn nè. Whiskas. Đây, giống snack đậu bánh gì đó mình hay ăn. Mình đâu có ăn lộn của mèo đâu hả. Đây có thức ăn cho gà nữa hả. Ủa không, thức ăn cho mèo nhưng mà có thịt gà, trứng gà. Mèo này ăn thịt gà nè. Hộp làm từ thịt gà và lúa mì, lúa mạch gì đó với rau. Này dành cho mèo người lớn nha. Có chữ adult. Mèo người lớn. Mèo lớn. Chứ mèo mà người lớn gì. Mèo là mèo, người là người chứ. Đây thì có bán nha, các thiệp để chúc mừng. Đây. Đây là hiệp fan Verdier Dog Rinden là chúc mừng sinh nhật bạn tôi. Gì nữa? À, này là gì nữa? Cái nào? Happy birthday to you. Blip blip hooray. Chắc cũng giống như chúc mừng. À đây, hip hip hooray. Hip hip hooray là cái câu chúc mừng sinh nhật ở tiếng Hà Lan á. Knit van the very dark là hãy tận hưởng ngày sinh nhật của bạn. Ôi là la. Ôi là la là của thằng Pháp không đó. Ngạc nhiên á. Ôi là la. Vậy hả Quỳnh? Này là cái cuốn tạp chí. Mình chắc đọc với thời gian.
có bản hình vẽ cất cắt mai. Wow. Nhá ổ này bự rồi mà. Thì cắt mẫu bự. Đây là đồ đông lạnh. Có mấy cái trái cây người ta bỏ vô đông lạnh để dành ăn sai sinh tố đồ á. Đây là đậu nè. Đậu này là đậu gà. Bắp, đậu. Các cái hải sản đông lạnh như là tôm, cá chiên. Ở đây là bánh pizza. Bánh pizza đông lạnh. Nhiều loại bánh pizza ghê luôn á. Kiếp tinh gà. Ủa? Ở đây là hàng bia nè mọi người. Các loại bia thì cũng phổ biến á, thì cũng có một số loại bia không phổ biến. Bia Lucy. 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 Lone. Anh web hả? Ủa, anh web. Đúng rồi đó. Hen infused nè. À. Có trà hả? Ủa, ngõ hen, bia mà có trà. Anh hàng web nè. Ngõ hen. Thì mới hay gì á. Đi tới Bỉ thì mọi người phải thử bia nha. Bia gì nổi tiếng ở Bỉ nè? Leffe. Đâu Leffe đâu? Này có bán Leffe không ta? Có mà, nếu có mà. Đây đây, cái bia này là Must Try nha mọi người. Rimbergen cũng Must Try luôn. À, cái bia này cũng ngon nè, cái bia chữ Q thì ngon nè. Nó có nhiều màu, nhiều chữ. Nè, như ví dụ ở đây có chữ D, ở đây chữ Q nè. Mọi người có thể thử. Này, em sẽ hút từ sau. Cái bia này nhìn như chai thuốc từ sau, chưa uống lần nào sợ chết. Cái bia Duvel này cũng ngon á. Mọi người thử cái màu xanh này nha, nó thơm. Nó thơm cái mùi như hoa hồng vậy đó. Đây là bia, mình kêu là bia chú lùng đó, truffle gì đó. Cái màu xanh là nó thơm mùi hoa hồng. Còn có những cái mùi khác nữa, như màu vàng nữa nè. Bia con voi. Có những cái bia phổ biến hay thấy rộng rãi ở Bỉ á. Đây lại là các cái loại đồ ăn mà nó đông lạnh nè. Kem. Rồi đi về. Các cái loại kem, kem hộp đem về ăn, làm kem gì mà có phước như mình. Kem que. Ủa vậy. Kem trái cây, có kem lê nữa hay lạ ghê. Kem trái lê, kem trái cây. Cây kem này là cái cây dài dài để mút. Bánh waffle. Thôi đi tính tiền. Thôi bây giờ tụi mình tính tiền nha mọi người. Vẫn là màn tính tiền với pha tự bỏ lên. Đúng rồi, lúc ở đâu mà chẳng tự bỏ lên. Mua gạo quá trời luôn. Nhìn là biết người châu Á ăn gạo nhiều rồi. Gạo và mì tôm. Ở đây ai mà không có đem túi á, thì có thể mua túi ở đây nè. Đây túi nè. Túi nhựa, túi vải. Quên đem túi thì có thể mua, nhưng mà lần nào cũng mua thì tốn. Đây. Tại vì tính tiền có túi cho những người nào quên nha. Lấy đồ vô. Ai mình phải phụ chồng mình bỏ vô rồi mọi người. Cũng là làm mình thôi.
đây, người ta cứ thải thải ra và mình cứ lụm lụm vô, thải thải lụm lụm. Đấy, một đống luôn, nhanh tay lẹ chân, không thì nó bị dồn ứ. Nó nhận diện xuống à? Đấy, chỉ cần quẹt xong rồi mình hốt vô thôi. Xong. Xong. Nhân viên chỉ cần quẹt thôi nha mọi người. Ở đây người ta có món, có bán đất để trồng cây. Đây có cái quầy để tự gói quà luôn. Đó hồi xưa đi cô ớt hay có vụ gói quà giùm. Ủa có 10.000 hả, quên nè. Ở đây có bán các cái chậu bông cũng đẹp ghê. Mấy cây xiên đá nữa. Ồ, ở đây có nhiều loại hoa ghê nè. Ồ, thơm quá vậy. Bông nào thơm quá vậy? Bông này bông gì? Ồ, đẹp quá. Thơm không? Bông này đâu có thơm. Bông gì quá trời luôn nè. Ở đây có bán các loại bông tulip nè, mùa xuân rồi. Tulip nó nở quá chừng luôn. Bông hồng. Cái khu nhà này nó có nhiều tầng nè mọi người. Tầng không là parking, tầng 1 sẽ có siêu thị Albert Hazen hình mình mới vô nãy á, với cái Toy Charm. Tầng 2 là siêu thị Action và cái JYSK. Cái chỗ Toy Charm là cái này nè, nguyên một khu bán đồ chơi luôn. Nhưng mà chủ nhật thì họ đóng cửa rồi, ngộ ghê ha. Chủ nhật con nít nghỉ học, cha mẹ nghỉ làm mà đóng cửa mấy cái này rồi sao người ta đi mua. Đây thời gian mở cửa ý, chủ nhật nó có mở cửa, mỗi chủ nhật mở cửa từ 9 giờ tới 15 giờ. À còn buổi tối bây giờ là